Ở đây viết ở đây thôi. Để cho mẹ mấy ba ba mấy chị đi nhá. Thế Elisa với David. Elisa tưởng để em ở đây. Tưởng để em ở đây. À u chủ chủ chủ. Ăn vạ kìa. Tưởng để ở đây thật cấm khiếp, chị ra chị bế em, hai chị em ngã luôn một cái. Này. Đi. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hằng Bùi Family Cuộc Sống Đan Mạch nhá. Hiện tại thì cả nhà mình đang trên đường đi ra công viên này. À đến công viên rồi chứ, nhầm. Đấy, và đến đây rồi thì các bạn có thể thấy được rằng là rất là đông người. Wow. Thời tiết rất là nắng đẹp. Chính vì vậy thì khá là nhiều người đến đây để mọi người có thể nướng đồ ăn. Xa xa thấy các người đang nướng đồ ăn ở trong công viên kìa. Đấy, và rất nhiều người thì đây nữa này, mang đồ ra đây ăn. Wow, thích chưa? Những các bạn trẻ mấy khi mới được ra ngoài để tung tăng. Đấy, rất là đẹp và thú vị đúng không ạ? Hôm nay thì các bạn hãy cùng gia đình mình đi một vòng quanh công viên ở đây nhá. Thực sự là ở bên này mà có thời tiết nắng ấm như này thì rất là thích các bạn ạ. Đấy, trời thì vẫn hơi lạnh lạnh nên mọi người cũng mặc áo khoác. Nhưng mà các trẻ em người Đan thì đây, cởi trần người kia kìa. Đấy, toàn áo cộc tay đây. Vịt trời ấy. Có làm gì ấy hả Elisa với David? Quá quá. Con xem cái này à? Con xem cái gì? Đấy là con gì đấy? Con biết con gì không? Đây là con vịt ăn. À con vịt ăn. Con vịt ăn. David ơi, con gì đấy? Quạ quạ. Con vịt. Con vịt. Đi đâu? David ở trông đẻo lắm cơ. Nó đi vào đây xem có gì nhá. À, ở đây thì cũng có khu vui chơi để cho các em nhỏ đến đây chơi này. David thì mới lại Elisa chạy. Con ơi, trèo cẩn thận chứ không rách quần ra, bây giờ không có quần thay đâu. David. Đấy, ngồi trượt đi. Ôi thế cơ chứ, lại còn trượt thế chứ. Bẩn thế hả con, khiếp lê la. Là David trượt đi con. David. Ui ui, bắt trước chị. Nào ngồi ơi. Elisa, con lên con đỡ em kìa. Thế cơ chứ. Đấy, tại con trượt mà để cho em bắt trước đi nhá. Cười sướng. David, ôi giời ơi khiếp. Yeah. David sướng. Là Elisa nè. Yeah. Chóng mặt, chóng mặt con ơi. David à? David. Trèo lên đấy ngồi với chị. Bế em lên với, mẹ đung đưa cho à. À, con thích ở đây lắm hả? Đấy, cho hai chị em ngồi đấy. Tiếp nó kêu cọt kẹt. Ừ, tí nữa ra đấy nhá. Đấy, biết rồi, con bám chắc vào. Thôi, stop đi. Cái gì ấy? Elisa hái một bông xong rồi con cài. Đây này, bỏ tay ra mẹ bảo. Con hái một bông này nhá, xong tí con ra con cài. Đưa mẹ cài lên đây.
Để cài bên này nhá. Đấy, wow, đẹp chưa? Xong rồi con cầm một bông, tí con cũng ra con cài một bên mái tóc em mẹ xem nào. Nhá. Quay đây mẹ xem nào. Đấy, một cô chú thấy đẹp chưa? Này, cầm ấy. Đẹp lắm. Đi. Đông bây giờ. Wow, đông người ở sân vận động nhá. À, đây mọi người có thể tập thể dục ở đây luôn này. Đây là nơi công cộng đây. Đá bóng này, phơi nắng, tắm nắng này. Nào, Alicia cài hoa lên cho David. David ơi. Sao vứt đi? Wow, đã đi. Tao thể dục ở đây là quá đã luôn đấy. Sì, mamma Leo fitness. Os Elysium Leo fitness. Os David. Os David Leo fitness. Nào, ok, để mẹ đặt David lên. Nào, mẹ bé David lên nhá. Yeah, nào, đứng lên đây. Đi. Đứng lên bám à. Nào. Wow, David. Ý, về leo rồi. Đi xuống. Đi xuống thì cho mẹ tâm. Wow. Em đến đi. Thích chưa? Đến đây mọi người tha hồ tập thể dục nha. Miễn phí không mất tiền luôn nha. Wow! David! Đi nhanh lên hai đứa ơi! David ơi đi! Cái gì ấy? Con có gì ấy? Hả? Hoa hả? Phong cảnh ở đây rất là đẹp đúng không các bạn? Wow, mùa hè đến thì rất là thích luôn. Ở quanh nơi mình sống ấy thì rất là nhiều cảnh đẹp. Mọi người tha hồ có thể đi ngắm cảnh từ công viên cho đến biển này. Wow, hoa nở đây. Đây chỉ vì hoa thôi mà mình suốt ngày bị dị ứng ấy các bạn ạ. Mọi người đang trốn ấy, đang trốn. Ngửi ra nào, nó có mùi thơm gì không? Thơm gì cả. Chẳng thơm gì cả. Rồi đi. David kìa. David này. Nhặt que đòi ném xuống rồi. Ngã con ơi. Ngã này. Rồi ok đi.
Wow, cảnh đẹp thật đấy. Mẹ mình mà ở đây là chỉ đòi đi bắt vịt thôi đấy các bạn ạ. Chỉ dình để đi bắt vịt thôi. Ôi giời, công an người ta ra người ta bắt chết. Mẹ mình qua bên này thế dẫn đi ra công viên chơi, cứ nhìn thấy vịt của hàng hàng ơi để mẹ bắt. Khiếp. Giờ mà bắt công an bắt mẹ đầu tiên đấy. Ở Việt Nam mình mà nhìn thấy như thế là bắt hết sạch rồi ấy nhỉ các bạn nhỉ. Elisa, con biết đây là cái gì không? Kia là nhà kìa. Đấy, đấy là nhà đấy. Nhà của chim, của vịt ấy. Trong cái bụi rậm này là nhà của vịt, của chim, của cò đấy các bạn ạ. Đấy, mùa đông cũng như mùa hè, vịt sẽ sống ở đấy nhá. Hử? Đi. Thôi 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 đi. Gâm anh này tợn lắm cơ, chả sợ cái gì luôn. Thích nghịch tung tăng. Đấy, cứ thích nghịch ấy. Đi ở đây. Ngã này. Đấy con ném đi, con đứng ở con ném đi. Ném cái que xuống dưới hồ này. Nào, ném nào. 1, 2, 3, ném. Ui, yeah, xuống rồi. Đi về. Này, đấy thế cơ chứ, cô chú thấy cháu chưa? Nốt một lần nữa. Yeah, giỏi quá, đi. Thích nghịch á. Baby. Video của mình đến đây là hết rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn hãy nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để các bạn có thể nhận được video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.